Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện số 24 về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch về Hà Nội. Theo công điện này, Hà Nội sẽ không thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ cao. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine đến Hà Nội từ vùng có dịch thì phải cách ly tại nhà 7 ngày. Theo đó, công điện này nhấn mạnh sẽ dừng triển khai nội dung tại mục 2.3 công điện số 23 CD-UBND ngày 16 tháng 11 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành. Theo đó, Hà Nội sẽ không thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam. Các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai. Thay vào đó, công điện yêu cầu những người trong trường hợp như trên tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện nghiêm túc 5K và chỉ thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ nhất. Riêng đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine thì phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, đồng thời theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo. Đối với người chưa được tiêm vaccine, phải thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, phải xét nghiệm COVID-19 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Hết thời gian này, những trường hợp trên phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Công điện yêu cầu các địa phương chỉ đạo chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố. Như vậy, việc thực hiện xét nghiệm này là do chính quyền địa phương thực hiện. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.